Rồi Sơn xin chào cả nhà mình nha. Thì chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay mình chia sẻ với cả nhà một vấn đề nha. Nói chung chơi phôi đó là một bộ môn, chơi phôi bonsai cũng là một bộ môn và cũng là một sở thích của nhiều anh em chơi phôi nha. Nói chung cây phôi nó cũng có hai loại, một loại là mình đã sống khỏe rồi, một loại là mới đánh về chưa biết sống chết ra sao. Thì cái loại mà nó đã sống khỏe rồi đó, ví dụ như những cái cây này mình đã ươm rồi, thì khi mà nhà vườn giao lưu thì mình đã biết nó đã sống khỏe rồi, thì mình đã yên tâm cái phần nào rồi. Nói chung chơi cây là mình mong cái cây nó sống, chứ không có ai mong cái cây nó chết cả. Nhưng mà một vấn đề là rất là nhiều anh chị em cô chú rất thích chơi những cái phôi mà trụi lủi như thế này đó, mới đánh về chưa biết sống chết ra sao, và bắt đầu là mình sẽ bắt đầu chinh phục cái sự sống của nó. Bắt đầu mình về mình dăm, mình ủ, mình ươm cho nó có sự sống, rồi bắt đầu mình tạo tác. Nói chung nó giống như một đứa con tinh thần vậy, mình từ từ mình hồi sinh nó lại đó. Thì bản chất nó là một cái cây đang sống, nhưng mà khi mà mình chơi bonsai thì mình mới đánh về thì nó cũng có rủi ro nha, nó cũng có tỷ lệ, nhưng cũng tùy theo dòng cây. Thì hôm nay mình chia sẻ là một cái dòng cây găng vàng nha, và các dòng bằng lăng đồ cũng vậy thôi, nó cũng na ná thôi. Thì đây là một cái khu mà mình ươm phôi, đây là một cái khu mình ươm phôi nha. Thì chắc chắn nó sẽ có cây sống và sẽ có cây chết, và sẽ có cây nó ngủ đông đó. Ví dụ như những cái cây này là những cái cây nó đã sống nè đó, lá này là nó đã sống này. Ví dụ như những cái cây này nó vẫn nảy mầm ra, nhưng mà nó lại nằm im, nó không phát triển, đó là cây rơi vào trạng thái nó ngủ đông. Đây, ví dụ như cây này, như thế này là cây đã sống khỏe nha, ở dưới nó đã có rễ rồi. Ví dụ như cây này, đây, nó vẫn nắc nước ra, nhưng mà nó lại không có đi chồi, và cái thân nó vẫn còn xanh nha. Đó thì là những cái cây đó là nó đang trạng thái ngủ đông và mình có thể cứu vãn được. Còn những cái cây mà nó đã khô cái thân luôn rồi thì mình bó tay, nhưng phải có thời gian của nó nha. Chứ về mới có nửa tháng, một tháng mà mình khẳng định cây nó chết thì rất là vô lý. Đó, thì những cái phôi này thì có những phôi mới và có những phôi cũ. Thì có những phôi cũng đã tầm 5-6 tháng rồi, có những phôi cũng đã 7-8 tháng. Đó là mình dùng chung vô trong này, mình ươm. Đó, thì bây giờ mình sẽ lọc ra những cái cây nào sống khỏe thì mình sẽ để qua một bên và mình sẽ giao lưu luôn nha. Còn cái số nào mà bị khô lũ, bị khô luôn, bị chết luôn thì mình sẽ bỏ qua một bên, mình làm củi hoặc làm lũ thủy sinh gì đó tùy theo. Nói chung bên lĩnh vực bonsai thì có rất là nhiều cái ứng dụng. Còn những cái cây mà chẳng hạn như cây này, mình nói cho mình cho nó rõ ràng nha. Chẳng hạn như cái cây này, toàn bộ thân nó vẫn còn xanh tươi hết, nó cây này cũng về rất là lâu rồi, đây vẫn còn xanh tươi hết nha. Đó, nhưng mà lâu rồi nó lại không có phát triển tốt, rễ nó cũng không đi, nhưng mà các rễ thì nó vẫn sống nha. Này, các rễ này nó vẫn còn bao da sống này. Đó, thì mình mới bắt đầu mình thốn rễ lại hết. Đó, tất cả các rễ này đều sống nha, nó không có bị thối gì hết đó. Đó nè, rất là tươi. Thì mình sẽ có một cái phương pháp xử lý như thế này. Mình sẽ cắt thốn lại hết các đầu, các rễ. Đó, và mình sẽ ngâm nước qua một đêm. Trong nước đó mình có pha một ít kích rễ và mình dăm ủ lại. Thế là tỷ lệ nó có thể đạt tới 80% nha. Đó, thay vì mình bỏ đi, mình vứt bỏ đi thì mình sẽ hồi sinh nó tiếp một lần nữa. Đó, thì mình sẽ có những sẽ có cái cơ hội đạt lại là 80%. Đó, đây là những cái phôi này. Phôi rất là khỏe nhưng mà rễ nó không có thối nha. Đó, nó vẫn còn xanh tươi nhưng mà nó dạng nó kiểu như ngủ đông á, mình gọi là ngủ đông cho dễ hiểu á. Này. Ví dụ những cái phôi này mà nó mới nãy nó có rễ nhưng mà mình cắt lại luôn. Đó nè. Nó vẫn kéo sẹo kéo đồ nhưng nó nằm yên đó thôi. Đó, nhưng mà mình cứ yên tâm nha, đừng có bỏ đi, rất là phí. Mình sẽ xử lý, cắt rễ lại và thốn cành lại, và mình sẽ ngâm nước
sau đó mình trồng lại thì tỷ lệ nó đạt đến 80% luôn nha. Đó. Nói chung là không phải hầu như cây nào cũng vậy, nhưng mà trong tỷ lệ ví dụ 1.000 cây, 100 cây thì nó vẫn có là mấy chục cây. Đó, nó vẫn có tỷ lệ, chứ không phải là hầu như là phải chết hoặc là sống hết. Đó. Mình chơi phôi nó là được có cái cảm giác như vậy. Cảm giác tại vì mình bỏ đồng tiền ra rồi mà, bắt đầu mình mua về, bắt đầu mình chưa biết nó sống chết như thế nào, thì cái cảm giác nó rất là hoang mang, lo sợ này nọ. Rồi những cái phôi rẻ tiền này mình cái cảm giác nó cũng ít đấy, nhưng mà những cái phôi mà mười mấy 20-30 triệu á thì nó cũng rất là nguy hiểm luôn nha. Rồi thì đó cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng trong anh em mình chơi bonsai luôn nha. Thì nuôi phôi nó là một cái thú vui rất là tao nhã và cho ta rất là nhiều cái cảm giác luôn nha. Cảm giác lo sợ, cảm giác sung sướng, cảm giác đợi chờ rồi nó rất là thú vị. Đó thì trong cái quá trình đó thì mình chắc chắn là sẽ có những cái rủi ro nó kèm theo, đó là gặp cái tình trạng là cây nó ngủ đông hoặc là cây nó bị chết. Thì cây bị chết thì một là nếu mà cây đó thân gỗ cứng thì mình làm tanuki, mình hồi sinh lại. Còn nếu những cái cây mà nó thuộc dạng mà nó sống không sống, chết không chết mà nó ngủ đông á, thì mình sẽ xử lý rễ lại, giống như mình giống như Sơn vừa chia sẻ luôn nha. Xử lý rễ lại, cắt và mình ngâm nước có kích rễ qua một đêm và mình trồng lại là ok thôi. Đó thì chắc chắn là ở nhà vườn mình rất là nhiều cây, cho nên là cái vấn đề chăm sóc là nó sẽ không có đạt bằng cái mình chơi cá nhân. Mình chơi cá nhân nó số lượng ít á, còn nhà vườn số lượng nhiều lắm, nó bạt ngàn hết. Mà mình tới có tới mấy vườn, cho nên là chỉ việc là tưới nước không thôi, cho nên là cái tỷ lệ hao hụt nó có rất là nhiều. Ở chứ nó không như anh em mà mình chơi cá nhân đâu. Chơi cá nhân mình có mấy cây thì mình sẽ chú tâm mình chăm sóc nhiều hơn. Đó, nhà vườn nhiều khi nó cây lớn nó đè cây nhỏ ấy, nó vòng, nói chung là cũng hao cũng nhiều lắm. Đó thì đó là một cái cách rất là xương máu mà mình đã đúc kết được, mình chia sẻ đến cả nhà luôn nha, để mình có thêm cái kinh nghiệm trong cái bộ môn chơi bonsai này luôn. Đó. Đó, ví dụ như cái phôi này mà mình mấy tháng liền mà nó không có nảy mầm, mà rễ đồ nó vẫn còn sống hết bình thường nhé, rễ nó vẫn còn tươi, mà mình bỏ đi thì rất là phí, nên là mình sẽ hồi sinh nó lại một lần nữa. Nếu mà nó không ok nữa thì chấp nhận thôi, còn nó ok thì nó sẽ là trở thành một cái siêu phẩm nha. Đó. Rất là nhiều phôi như vậy luôn. Đây, rất là nhiều phôi chứ không phải là một phôi. Nói chung là nhà vườn tỷ lệ nó ví dụ 1.000 phôi thì cũng có một số phôi nó bị. Đó, ví dụ cây nào mà ví dụ như cây này sống khỏe luôn thì mình lên mình giao lưu luôn. Đó, còn cái số nào mà còn yếu thì mình sẽ xử lý lại. Và nó tỷ lệ nó đạt đến 80%, cho nên là mình có thể mình hòn lại vốn hoặc là mình kiếm cái phần lời cũng rất là ok luôn nha. Rồi thì đó là những cái chia sẻ của nhà vườn đúc kết được qua bao năm mình làm nghề luôn nha. Thì chia sẻ đến nhà mình để mình có thêm cái kinh nghiệm mà mình chơi cái bộ môn này cho nó vui vẻ, nó hòa đồng, nó có tác dụng với lại cái cuộc sống của mình luôn nha. Rồi chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành vượt qua đại dịch luôn nha. Và nếu như mình thương mến nhà vườn, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn, cho thành cảm ơn nhà mình.